Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh su kem đêm Trung thu ở chung cư Palm Heights tại khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào tối ngày 3 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có khoảng 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như là đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần. Theo Sở Y tế của thành phố, ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện, Sở đã cử đoàn chuyên gia y tế khảo sát đánh giá tình trạng ngộ độc. Tổ công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên viên điều tra dịch tễ, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Tổ công tác ghi nhận tại chung cư trên có khoảng 50 người ngộ độc. Theo đó, từ đêm ngày 1 cho tới đêm ngày 2 tháng 10, các bệnh nhân đã đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu. Hiện tại thì tình trạng của các bệnh nhân đều tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được theo dõi sát tại các bệnh viện chuyên khoa. Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của thành phố phối hợp Ban Quản lý An toàn Thực phẩm của thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức điều tra dịch tễ, xét nghiệm chất độc nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự. Ngoài ra, Sở cũng triệu tập cuộc họp với hội đồng chuyên gia vào sáng ngày 4 tháng 10 để tiếp tục đánh giá nguyên nhân của vụ ngộ độc này. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 9, Ban Quản lý chung cư Palm Heights tổ chức trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Ban Quản lý chung cư đã phát bánh cho khoảng 200 người, bao gồm khoảng 150 trẻ em và khoảng 50 người lớn. Đến chiều ngày 30 tháng 9, thì một trẻ em là con của nhân viên phục vụ sau khi ăn phần bánh su kem dư tại sự kiện trên đã xuất hiện triệu chứng nôn ói và tiêu chảy. Đến tối ngày 1 tháng 10, bé có diễn biến nặng hơn nên gia đình đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhi này đã không qua khỏi. Thưa quý vị và các bạn, các khóa học trải nghiệm hiện nay được nhiều phụ huynh quan tâm bởi nó mang lại một môi trường học tập với nhiều kỹ năng bổ ích và thiết thực. Lợi dụng tâm lý này, đã xuất hiện các đối tượng lập ra các fanpage về khóa trải nghiệm làm bác sĩ nhí, giả mạo tổ chức uy tín, hòng tạo niềm tin với các phụ huynh học sinh. Điều đáng nói, đã có những phụ huynh lên tiếng vì sập bẫy với chiêu trò này. Tuy vậy, các fanpage vẫn ngang nhiên hoạt động. Chỉ cần gõ dòng chữ em là bác sĩ nhí, Facebook sẽ cho ra kết quả là những trang fanpage như thế này. Gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin quảng cáo về chương trình Em là bác sĩ nhí, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ fanpage, chương trình này do Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện Kỹ năng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Tuy nhiên, nhà trường phủ nhận trên website chính thức về việc tổ chức chương trình này. Trước việc nhiều nạn nhân phản ánh về việc dù đã chuyển khoản phí tham gia, nhưng chương trình vẫn bật vô âm tín. Gia đình tôi thì cũng đang có một bé đang học tiểu học. Gia đình cũng muốn là cho con tham gia những cái chương trình để con có những cái trải nghiệm trong cái cuộc sống. Ngoài ra thì khi con tham gia những cái chương trình như thế này thì con cũng giúp con có thể hạn chế được ở cái xem tivi và xem điện thoại, máy tính. Tôi cũng không nghĩ là đây là cái chương trình này là chương trình mang tính chất lừa đảo. Tại đây tôi cũng nghĩ là đây là được tổ chức bởi một cơ sở khá là uy tín và tôi cũng mất một khoản tiền khá là lớn để khi đăng ký cho con tham gia cái chương trình này. Fanpage giả mạo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình trải nghiệm là bác sĩ nhí, khi phụ huynh liên lạc với các đối tượng sẽ yêu cầu điền thông tin tham gia, đóng tiền. Sau đó, quý phụ huynh cũng được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền. Các đối tượng này đã phải có một cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, đó là lập ra các cái trang web và những cái trang web này nó có cái giao diện gần giống như những trang web của chính thống của các cái trường mà ở đây các đối tượng đã nhắm đến, ví dụ như là trường Đại học Y. Nhiều bậc phụ huynh đã tin tưởng là đây chính là cái trang web của trường Đại học Y. Thì chính vì cái sự tin tưởng này mà nhiều bậc phụ huynh đã chuyển khoản cho các đối tượng mà rõ ràng là mình chưa có sự xác minh danh tính. Do đó thì các đối tượng này ngay sau khi nhận được tiền của các bậc phụ huynh chuyển khoản thì sẽ chặn các cái số liên lạc của các bậc phụ huynh đó. Hiện nay thì cái nhu cầu để cho con theo học các cái khóa liên quan đến rèn luyện kỹ năng của các bậc phụ huynh là rất là cao. Thậm chí là có những người sẵn sàng chi một khoản tiền rất lớn để là cho con tham gia vào những cái khóa học như vậy. Thì người dân cần phải đặt một cái niềm tin đúng chỗ, đúng những nơi có uy tín thì mới có thể đảm bảo được cái tài sản của mình. Hiện các đối tượng mời gọi răng bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Do đó, các luật sư cho rằng người dân cần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng để chặn đứng hành vi lừa đảo của các đối tượng. Bên cạnh đó, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tránh có thêm các nạn nhân mắc bẫy. Pháp luật thì quy định là người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác thì đó là hành vi lừa đảo. Và hành vi sử dụng mạng Internet để làm phương thức
để chiếm đoạt tài sản thì đây là tính chất tăng nặng trách nhiệm hình sự, không trả lại tiền thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đến 50 triệu đồng. Còn nếu số tiền chiếm đoạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn mức cao nhất của tội danh này là 20 năm tù hoặc là tù chung thân nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên. Trước tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng, mọi người cần tỉnh táo trước những thủ đoạn của các đối tượng. Nếu thấy dấu hiệu lừa đảo, các bậc phụ huynh cần liên hệ đến các cơ quan tổ chức để xác minh thông tin, tránh mắc bẫy của loại đối tượng này. Ngành nông nghiệp của Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Ngoài việc áp dụng khoa học công nghệ cũng như máy móc hiện đại vào sản xuất, tại nhiều địa phương thì người nông dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, loại bỏ những cây bấp bênh về giá đầu ra trong sản xuất. Nhờ đó mà giá trị sản xuất thu nhập của người nông dân không ngừng được tăng lên, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Lê Văn Hải ở ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, trước đây chỉ trồng bắp và mía nên thu nhập bấp bênh. Sau khi tìm hiểu thị trường và kinh nghiệm của các nông hộ khác, ông Hải chuyển sang trồng khoai môn. Đây là loại cây ít sâu bệnh, khả năng chịu úng ngập tốt và không mất nhiều công chăm sóc, nên phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của gia đình. Vừa học, vừa làm, từ 1 đến 2 sào ban đầu, ông dần mở rộng diện tích lên 1,2 hectare. Nhờ cây trồng này mà mỗi năm ông thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng. Cây mâu này lợi thế của nó dài, tức là nó trong phạm vi 5 tháng, vì mùa nắng là dễ hơn, nó ít sâu bệnh, hiệu quả của kinh tế cũng rất cao. Bình quân 1 hectare thì kiếm cũng được 200 triệu trên năm, rồi thu hoạch xong mới bắt đầu chi phí, rồi đầu ra còn cũng được 100, hơn có cái loại cây đồng khác. Anh Ngô Quốc Chiến, ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, cũng chuyển đổi gần 2 hectare tiêu sang trồng đu đủ hữu cơ từ năm 2018. Với hơn 3.000 gốc đu đủ, mỗi năm thu hoạch khoảng 60 tấn. Giá bán từ khoảng 30 đến 50.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ các chi phí, anh Chiến thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cây tiêu. Theo anh Chiến, đu đủ hữu cơ được thương lái thu mua tận vườn nên không lo về đầu ra. Thì nói chung là từ khi gia nhập về cây đu đủ thì mình thấy nó mang hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống cho mình và cho những hộ gắn kết với cây đu đủ. Hiệu quả thực tế mang lại từ các mô hình chuyển đổi cây trồng đã, đang và sẽ mở ra cánh cửa hội nhập cho người nông dân. Hướng đi này không chỉ tăng thu nhập mà còn nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, giúp họ yên tâm để gắn bó với ngành nông nghiệp, vốn chịu nhiều thiệt thòi, rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giải được mã gen virus đậu mùa khỉ ở nam thanh niên 25 tuổi. Kết quả ghi nhận kiểu gen C1 hiện chưa rõ độc lực, mức độ lây nhiễm nhưng xuất hiện tại nhiều quốc gia. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải mã cho thấy sự đa dạng về di chuyển của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Việc phân tích bộ gen virus các ca mới giúp giới chức y tế hiểu về nguồn gốc, sự lưu hành của chủng gây bệnh, cung cấp thông tin kịp thời cho chiến lược phòng chống dịch bệnh. Kết quả giải mã gen do đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện. Mẫu bệnh phẩm là phết bóng nước lấy ở bệnh nhân vào ngày 28 tháng 9. Bệnh nhân trong mẫu này được ghi nhận mắc đậu mùa khỉ và nhập viện vào ngày 22 tháng 9 là trường hợp mắc đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủng virus C1 là loại được phát hiện gần đây tại Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Sở Y tế ghi nhận ca nội địa đầu tiên nhiễm chủng virus mang kiểu gen khác với chủng virus có kiểu gen A.2.1 ở 2 ca nhập cảnh từ Dubai vào Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên đến nay thế giới chưa có bằng chứng gì về độc lực, mức độ lây nhiễm hay tính chất nguy hiểm của hai chủng virus này.